Rồi, ok, chào mọi người. Hôm nay lên tiếp như một ít cần câu với mấy câu nha mọi người. Thì đây là những hàng kiện Nhật về. Đó, có những con mã như Dawakit nè, Cetet, Shimano, Konon. Rồi, ví dụ cụ thể từng món cho mọi người xem. Shop bán hàng cho mọi người kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Nếu bằng lỗ clip shop lên đó, thì anh em cứ gọi về shop nhé. Rồi, cảm ơn mọi người. Cho mọi người mã số 1. Thì mã số 1 gửi cho mình đây cho mọi người là một con Shimano Twin nha mọi người. Đó, một con Shimano Twin. Thì đây một con Twin 1000 nha mọi người, the Twin 1000. Đây tổng thể của hình thì còn nhìn khá là sáng nhá. Đó. Thì con này tay quay đổi chép phải bình thường nha mọi người. Hàng Nhật rồi. Đó. Nhật sản xuất. Đây. Máy còn rất là sáng. Như đây thì nó ít bị chày luôn nè. Đó. Thì cối nó thì có bị oxy quá nhẹ thôi, oxy quá nhẹ phần này, đó, trên đây cũng nhẹ nhưng không ảnh hưởng gì đâu. Đó. Thì máy 1000 thì cước 1.5 sẽ được 130 m, cước số 2 sẽ được 200 m nhé. Dòng từ win này thì rất là khỏe các bạn ơi, khỏe và mượt, win đây này. Đó. Tổng thể nhìn rất là ok nha, hoạt động thì chân châu rồi, rất là mượt. Ok, người ta ok, có 1 triệu ok. Đó, đây con lăn cũng rất là sáng nha mọi người. Đây, rồi giá công khai mã số 1 giá là 1,6 triệu người, 1,6 triệu cộng ship mã số 1. Tiếp theo mã số 2 thì mã số 2 lên tiếp người một con Dawakit. Thì đây một con Dawakit 2500. Xây chuẩn của nó là sẵn khoảng 3000 nha mọi người, xây chuẩn khoảng 3000 Shimano. Thì đây là một con kit Cadia. Thì ngoại hình con này ra tầm khoảng 93-95% nha mọi người, rất là mới. Thì con này nguyên zin, về nguyên zin sao để vậy luôn. Thì kit này được sản xuất tại Thái Lan nha mọi người. Đây, rất là đẹp nha. Kit này thì chuyên về cho anh em nào lua lóc, lua chẽm nhé. Lóc chẽm rất là đẹp. Đó, con lăn còn sáng chói luôn, nước sơn còn rất là bóng. Đó. Thì con này nó có mặt đạn là 5.1 mọi người, Gato là 4.6. con này nó cước số 2 sẽ được là 200 m, cước số 3 sẽ được 150 m, ô bin sóng lấy cước ok. Đó. Hoạt động thì rất là mượt. Đó, dạng im là im thì thầm luôn đó mọi người. Đó, rất là mượt mà, quay ngược ok. Đó, quay tới ok. Đó, cực kỳ mượt nhé, cốt to. Rồi giá công khai mã số 2 giá là 2 triệu luôn rồi, 2 triệu mã số 2. Tiếp theo mã số 3, mã số 3 lên cho mọi người một con Daiwa của Cetet này, một con Daiwa Cetet. Thì đây là một con Daiwa Cetet đời 2016. Đây là một con 2508BE nha mọi người, 2508BE. Thì con này sở hữu công nghệ có mặt siêu nhé, có mặt siêu. Con này chạy hình như là 10.1 mặt đạn đó mọi người. Đó. Và trọng thì mượt mà rồi. Đó. Cực kỳ mượt luôn. Đây. Cối nó rất là đẹp. Có đẹp nha mọi người. Thì máy này thì dây bê 0.8 như là 150 m, bê số 1 như là 120 m. Tổng thể ngoại hình con này nhìn còn tương đối sáng nhưng mà có vẫn có xước sát về điểm đây nè. Đây xước sát đây nha mọi người. Đó, chọc sơn nhá, chọc lớp sơn mạ nè, dưới chân đây nè. Đó, chọc sơn mạ nha mọi người. Đây. Đó. Dưới đây thì còn tương đối ok. Đó. Con này mà nếu nó không bị xây xác á, thì thấy anh em bán tầm khoảng 4 triệu mấy nha mọi người, 4 triệu 4 triệu rưỡi. Rồi giá công khai mãi xước xác hoạt động ok. Đó, ngon mượt, đây ngược ok nè. Đó, về tới ok nè. Con này về anh em lưu lóc thì chẻm thả ra luôn, mãi rất là khỏe nha. Rồi giá công khai mãi số 3 giá là 2,8 triệu nha mọi người, 2,8 triệu cộng ship để cước ok nha. Con lăn thì lăn ngon mượt rồi, dòng này thì vô tư nha mọi người.
Tiếp theo máy số 3, máy số 4. Máy số 4 lên cho mọi người một con máy Daiwa Bagadis. Thì dòng Bagadis này một dòng phiên bản nâng cấp của dòng Daiwa Kit mọi người. Đó. Daiwa Kit nguyên quặng nè, đó. Thì dòng Bagadis này được sản xuất tại Nhật. Thì con Bagadis này nó là một con Bagadis 3000, xe chuẩn tương đương với xe 4000 Shimano nhé. Đó. Máy thì nó có xe sát người, đây xe sát nhé, máy có xe sát, đây xe sát, đây Bagadis. Con này chạy cũng khoảng 6-7 mặt đạn đó. Đây, cước số 3 sẽ được 200m, cước số 4 sẽ được 150m. Hàng sản xuất tại Nhật, máy thì hoạt động rất là êm nha mọi người, rất là ấm luôn. Con này quay rất là lực luôn mọi người. À, anh em về đánh lốc, đánh nha thật luôn rồi. Đó, bên ngược ok, quay tới ok, một bên sóng nha, bên xuất ok. Rồi giá công khai mãi số 4, giá là 1.800.000 người, 1.800.000 cộng ship, 1.800.000 cộng ship. Tiếp theo mã số 5. Mã số 5 gửi lên cho mọi người là một con mã của Shimano Asigasin. Đó, một con Asigasin 6000. Đây. Mã con này thì rất là đẹp rồi. À, thuộc dạng hàng trưng bày về. Đó. Đây, rất là đẹp nha. Nó có xước hai chỗ này à. Do quá trình vận chuyển xước hai cái này mà. À, xước như vậy thôi. Tổng thể là ok. Đó. Đây, hàng này được sản xuất tại Malaysia nha mọi người. Hàng được sản xuất tại Malaysia. Đây. Đây, phần dưới đây nó không bị xước luôn nè, đó, rất là đẹp. Auto đẹp. Thì con này SW 6000 Hacker thì dòng SW này là dòng kháng nước nha mọi người, kháng nước biển. 6000 thì cước số 6 sẽ được 100 cước số 6 sẽ được 160m, cước số 5 sẽ được 190m. Cước số 4 sẽ được 240m, HG dòng tua nhanh, ra tầm khoảng 5.6 nha mọi người. Đó. Máy hoạt động im mượt nha. Con này thích hợp cho anh em nào lua gần, à, câu dít, câu cá cha, đó. Câu lục, rất là im nha mọi người. Đó. Quay ngược ok. Phá dính nha mọi người, à, phá dính. Con này là tay quay siết ngang quặng nha mọi người, đây. Phai dính, phai dính nha. Đây, chiếc tay ra cho mọi người xem. Đó. Ta quay nấm tròn của Shimano nha. Đó, hàng nguyên zin. Rất là đẹp. Đây. Máy mượt thì như thế này nó cũng quay rất là êm nha. Đó, êm thì thầm. Rồi, giá công khai mã số 5. Giá là 2.200.000 nha mọi người. 2.200.000 mã số 5. Tiếp theo mã số 6. Mã số 6 lên tiếp người vẫn một con mã Shimano Asigasin. À, SW 8000 thì dòng này dòng BG những người. Thì dòng BG là dòng chuyên cho anh em cẩu cá, câu dít biển. Thì con này nó BG dòng tô tầm khoảng 4.6 những người. Đó. Câu cá bự mấy con dùng lực dòng tô BG thì chuyên về cho cẩu nên dùng lực rất là nhiều nha mọi người. Đó. Lực nó dùng rất là ok. Thì con này cước số 8 sẽ được 160m, cước số 6 sẽ được 230m. Máy rất là đẹp. Đó. Đây. Mở biển đây. Đó. Con lăn ok nha mọi người. Đó. Lăn quẳng lăn bình thường nha. Hàng này hàng được sản xuất tại Malaysia. Máy rất ok nha. Mở biển nghe rất là hay. Hoạt động thì chân chu rồi đó. Những dòng này hoạt động khỏi bàn rất là mượt luôn đó. Đây, phá một chiều dính nha mọi người, ngon lành, quay ngược ok đó. Rất là mượt, đây tự quay nè, trả lời đó, rất là im nhé, ngon lành đây đó. Rồi giá công khai mã số 6, giá là 2.400.000 người, 2.400.000 máy số 6. Tiếp theo máy số 7. Thì máy số 7 lên cho mọi người một con đây, một con Shimano. Thì đây một dòng máy chuyên về cho anh em câu lục, câu bạc bãi. Thì đây một con Shimano Spin. Đó. Spin Joy nha mọi người, một con Shimano Spin Joy. Máy được sản xuất tại Malaysia và con này được hai cối nha, một cối tiếp 5 và một cối tiếp
ba đó. Và hai cõi này thì bên Nhật họ sẽ vô dây full hết hai cõi người, dây ni lông người, dây này nhìn rất là xịn nhé. Đây cũng vậy đó. Thì cõi số 3 dây dây số 4 sẽ được 150 m, cõi số 5 dây số 6 sẽ được 170 m. Hai cõi tùy theo địa điểm và địa hình anh em câu nhé. Thì dòng máy này chiên về lục, chiên bạc bãi thì dòng tua nó sẽ cao, lực tải nó cũng cao nữa đó. Và còn máy có nông ga dây rất là xa nha mọi người. Đây sự bình joy có nút châm dầu. Tổng thể ngoại hình thì máy này ra tầm khoảng 95% nhé, máy rất là đẹp. Đây đó, anh em con lục thì đánh mấy con này rất là êm nha mọi người, hoạt động ngon mượt nhé, nghiêm mượt nha mọi người đó. Phá một chiều ok, với ngược ok đó, quay tới ngon lành. Tiếng mô pin của máy này cũng rất là hay luôn nè đó. Đây dính nha. Đây, hai cõi đều rất là đẹp. Rồi giá công khai máy số 7 giá 2,5 triệu mọi người, 2,5 triệu máy số 7. Đến đây xem dài mẫu càng công cho em ơi. Thì đây mẫu mã số 8. Thì mã số 8 lên cho người một cây càng câu của hãng Will nha mọi người. Đây Will, hàng được sản xuất tại China. Gốc này sẽ là carbon và đọt này sẽ là thải thủy tinh nhé. Và cái này có chiều dài chỉ có 1 m thôi nha mọi người. Chiều dài 1 m thôi. Fan của nó vẫn là fan Fuji nhé, fan Fuji. Bát kẹp vẫn là bát Fuji. Cần nhắc rất là nhỏ gọn nhé. Cái này cho anh em nào dạng câu trên ghe, trên bè, trên thuyền nè, đó. Này câu trên bè hết bài. Cần thì tổng thể nhìn rất ok. Thì đọt sợi tinh nó đây, đọt sợi tinh nhé. Dạng này dạng mỏng, mẫu cần thì giống như he chi rồi. Đó. Rất là đẹp. Thì cái này nó nặng là 70 g, đọt 1 ly 4, độ cứng cái này nó ra tầm khoảng 20 nhé. Rồi giá công khai cái số 8 giá 500 k cộng ship cái số 8, dài 1 m. Tiếp theo cây số 9 thì cái số 9 lên tiếp người quẳng một cây Alpha Taco. Thì cái này thuộc dạng cần hai chi đó, và đọt nó sẽ giấu ở trong nè, giống Ikeda nè đó. Đây đọt ở đây mọi người đó. Đọt nó vẫn là đọt sợi thủy tinh nhé, đọt vẫn là đọt sợi thủy tinh. Bát cũng là bát Fuji, fan cũng là fan Fuji đó. Thì cây một cây Alpha Taco dài 1 m 2, hàng Korea nha mọi người, hàng của Hàn Quốc xuất nhập. Fan vẫn là fan Fuji nè, lỗ xám nè đó. Được chụp nó đây ghi rồi thôi đó. Yên thế chi luôn. Thì cây này thích hợp cho anh em câu cá cháp nhé, câu cá cháp đó, câu cá hanh đó, câu cá dìa. Đọt thì rất là cảm giác này đó, đây khá là nảy nha mọi người. Đọt này nó cứng ra tầm khoảng 5 m thôi đó, rất là nảy nhá. Và đọt sẽ đi tinh thì nó sơn nó bị nổ nước sơn một tí nè đó. Sau thì mình soi cho anh em xem vậy luôn chứ nó rõ. Đây chỗ này nó không bị sốc này, nó phải không phải xước đâu mọi người, cái này nó dính nước sơn gì đó. Đây đó, không ảnh hưởng tới phôi nha mọi người, phôi yên tâm ngon lành đó, độ nảy vẫn tốt, càng rất là đẹp nhé. Đó, dài chỉ có 1 m 2 thôi đó, anh em câu trên bè rất là thuận lợi. Thì cái này nó nặng là 65 g, đọt 0.8, đọt 0.6, độ cứng ra tập khoảng 50. Giá công khai cái số 9 giá là 450 k, như là 450 k cộng ship cái số 9. Tiếp theo cái số 10 thì cái số 10 lên tiếp người quẳng một cây Alpha Taco. Và cái này thuộc dạng hàng trưng bày đó, còn túi nhá, túi nè, túi là sao mọi người. Đây túi zin nhá, và hộp đây, hàng con số đây. Thì cái này cái số mừng nó dài vẫn là 1 m 2 nha mọi người, nó dài vẫn là 1 m 2, hai khúc nặng là 88 g, đọt là 0.8, chất liệu carbon. Cái này được sản xuất tại China, xuất cho thị trường Nhật nhé. Độ cứng ra tầm khoảng 15. Đó đây mọi người, dạng cắm gốc mọi người, dạng cắm gốc. Voi đây, voi vẫn là voi carbon nhé. Đây, càng rất là đẹp nha mọi người. Đây, có đai bảo vệ nè. Bát cũng là bát Fuji, fan cũng là fan Fuji nhé. Đây, keo chỉ quấn rất là đẹp luôn. Đó.
anh thay tắt cồn, bù chống sẵn rồi, bù chống sẵn, bù xít luôn nhé, bù chống sẵn, bù xít luôn, độ cứng ra tầm khoảng 15 nhé. Đây đọt nó cái này, đọt là đọt tháp, phát tín hiệu rất là tốt luôn rồi đó, đây rất ok, cần thì rất là đẹp rồi đó, cho hàng trưng bày. Rồi giá công khai cái số 10, giá là 700 rồi, 700k cộng ship cái số 10 nha. Đó, rất là đẹp. Tiếp theo cây số 11 thì cây số 10 vẫn chuyên bè cho anh em câu trên ghe trên bè nha mọi người, nó dài chỉ có 1m2 thôi. Đó, câu cá hanh, cá cháp, cá động, anh em miền Tây thì câu cá trắng, câu tôm. Tiếp theo cây số 10, cây số 11 thì cây số 11 lên cho mọi người là một cây cần của hãng Olympic. Đó, một cây nội địa nha mọi người, hàng Olympic nội địa. Và cây này về thì mình về được 3 cây. Đây, đây một cây, đây cây một cây nữa. Thì cây số 11 thì nó sẽ dài 1m8 người, dài 1m8. Đó. Phôi vẫn là phôi carbon người, phôi vẫn là phôi carbon. Đây. Cần thì rất là đẹp. Dạng này về thì dạng hàng trưng bày mọi người. Đó, trưng bày. Nó có hai đọt, một đọt cứng 50, một đọt cứng 10-15. Đó, tích hợp cho anh em có cảm giác nhé. Có cái hanh, cá cháp, cục tôm. Thì cần dài 1m8 thì anh em câu trên bè nha mọi người, trên bè trên thuyền rất ok nha. Cần thì rất là đẹp rồi. Thì cái này đọt của nó 1 ly á, đọt cứng là 50, đọt 1 ly 3, đọt cứng sẽ là 10-15 nha mọi người. Đọt vẫn là đọt tháp, đọt tháp sẽ tinh tinh. Cái này nặng là 110g, đó, dài 1m8, phôi carbon, bột sẵn nha. Đây, em là đẹp. Rồi giá công khai cái số 1 giá là 850k nha mọi người, 850k cộng ship cái số 1, hàng rất là đẹp nhé. Tiếp theo cái số 12, cái 12 lên tiếp người quẩn một cây cần của hãng Olympic. Đó thì đây một cây cần quẩn là cần carbon nha mọi người, đây cần quẩn là cần carbon. Đó thì cần rất là đẹp đây. Đó vẫn có hai độ cứng 5 và độ cứng 10. 5 mừng và 10-15 nha mọi người, bát cũng là bát Fuji. Và cái này nó có chiều dài là 2m1 nha mọi người, chiều dài là 2m1, cần dạng cần trưng bày rất là đẹp, có túi về theo cần luôn nhé. Thì cái này nặng là 125g, đọt 1 ly độ cứng, đọt 1 ly độ cứng sẽ là 5 mừng, đọt 1 ly 3 độ cứng sẽ là 10-15. Đây phiên đề 3 dạng phiên giả quan rồi, phiên Fuji, bộ này hàng nguyên zin nhé, cây này nguyên zin, 2m1, cần hay chi về cho anh em có cảm giác mọi người, cần rất là đẹp, đây, phôi carbon sẵn nè, đó, anh em câu ngoài nắng là khỏi bàn, mấy cây này anh em câu là không sợ đung hàng luôn á, lâu lâu mới về được, mới săn được 3 cây, 3 cây trung bộ luôn, phôi carbon nha, rất là đẹp. Rồi giá công khai cái số 12 giá là 950k người, 950k cộng tiếp cái số 12. Tiếp theo cái số 13 thì cái số 13 lên tiếp người quản một cây càng của Olympic. Đó càng Olympic thì cái này dài 2m4 và cái này nó có 3 đọt nha người. Đó cái này dài 2m4 và 3 đọt, dạng lấy về vẫn là hàng trưng bày luôn nhé. Đây cán vẫn là cán máy treo, phôi vẫn là phôi carbon nè, đó bát vẫn là bát Fuji. Và cái này nó có 3 độ cứng 5, 10, 20 và 20-40 nhé. Phen cái này là phen Fuji dạ quang mọi người, phen Fuji dạ quang. Đây phôi rất là đẹp nha, hàng vẫn là hàng Olympic, hàng nội địa Nhật. Đây phen Fuji nhá, đọt vẫn là đọt tháp nha mọi người, đọt vẫn là đọt tháp. Và cái này về thì cái đọt 20-40 nó bị gãy, gãy đầu bu nè mọi người. Đó, đây đầu bu nó đây. Đó, đầu bu nó đây nhá. Thì mọi người về tự thay giúp mình nha mọi người. Đây, phen vẫn là phen Fuji dạ quang nhá. Đó. Dạng hàng trưng bày rất là đẹp luôn. Đó, về tiếc cái là bị gãy cái gãy cái đầu bu do trong quá trình vận chuyển từ Nhật về. Đó. Đây, phôi rất là đẹp.
2m4 nè, 5 câu cảm giác, câu cá chép là hết bài. Đó. Thôi thì khỏi bàn, coi rất là đẹp, cho con sắn ăn nó đẹp. Sắn rất là đẹp nhé. Thì cái này nặng 165g, dài 2m4. Đọt 1 ly á, độ cứng sẽ là 5 mừng, đọt 1 ly 3, độ cứng sẽ là 10-15, và đọt 2, đọt 1 ly 8, độ cứng sẽ là 25-40 nhé, và đọt 1 ly 8 sẽ bị gãy đầu vô, đó, thì sau mình sẽ báo cho anh em cụ thể là vậy. Rồi, giá công khai cây số 13, giá là một giá là 950k luôn nha mọi người, 950k cây số 13, giá khá là hời luôn á. Tiếp theo là cây số 13 14, tiếp theo 14 vẫn là một cây cần dạng cần he chi, cản vẫn là cản mái chiều nè, đó, thích hợp cho anh em câu cá trắng, câu tôm, câu hành cháp. Thì cây này gửi cho mọi người là một cây cần của hãng Ryobi nội địa nhé, dạng nó làm giống như chút nha mọi người, đó, có đốt nè, bát cũng là bát Fuji nhé, bát Fuji, phen cũng là phen Fuji đỏ xám, cán mái chèo full carbon. Đọt cái này thì vẫn là đọt tháp các người, đọt vẫn là đọt tháp. Đây, ở đây nó đóng bụi nè, sắp về chưa vệ sinh luôn. Thì cần thì nó có xê xát ít trong thời gian các người. Đây, đó, phen là phen Fuji đỏ xám. Bu này là bu Fuji Sheet các người, bu Fuji Sheet. Đây, đọt nó khá là đinh các người. Đó, phát tín hiệu rất là tốt. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 15-20 nhé mọi người. Đó. Khá là đành. Thì cái này nó nặng 175g, đọt 1 ly, độ cứng khoảng là 15-20. Dài 2m1. Rồi, giá cũng khai cái số 14, giá là 650k nè, 650k cộng ship cái số 14. Tiếp theo cái số 15. Cái số 15 lên cho mọi người là một cây cần của Shimano. Đây một cây Shimano. Thì phôi này là phôi sáng ít nha mọi người, sáng ít thay da, bát là bát Fuji FS6. Đây sáng ít thay da. Thì cái này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1. Độ cứng thì cái này họ ghi trên cần là độ cứng là 80 nha mọi người, độ cứng là 80. Chiên về cho anh em câu cảm giác nhé, câu cá hành, cá cháp, câu cá tôm, câu tôm anh em có thể câu cá đỏng miền Tây, câu cá trắng. Đây đọt là bu của nó là bu Fuji Sheet nha, bu Fuji xứ rất là dày luôn. Phen là phen Fuji, phen Fuji loại xám. Tổng thể ngoại hình thì cái này nó có xây xác nha, xây xác nha, chứ không phải là được đẹp lung linh đâu. Đẹp lung linh thì sẽ là cậy kỹ bên. Đây phen thì chân phen nó thế này, nó bị oxy hóa ít nè mọi người, nhưng mà không sao nữa, rất là chắc nha mọi người, đảm bảo với mọi người luôn. Thì cái này nó nặng là 115g, đọt 1 ly 2, dài 2m1, độ cứng là 80, giá công khai cái số 15, giá là 850k nhé. Đây test đọt mà xem. Đó, đọt phát tín hiệu và rất là nặng nha mọi người. Đó, rồi giá công khai 15, 850k nhé. Tiếp theo là cây số 20. Thì cây số 20 mình về cho mọi người là một cây cần trưng bày nha mọi người. Đó, dạng hàng trưng bày lấy ở shop về. Và ở đây một cây cần Shimano 2m1, cần hai chi nó ở đây mọi người. Đó, thì để mình đọc thông số trước. Thì cái này về còn hộp nè, còn túi luôn, sách hướng dẫn, thông tin cơ bản. Thì cái này dài 2m1, nặng là 135g, đọt là 1 ly 2. Đó, độ cứng cái này là khoảng 10, chất liệu carbon, giá nó bán tại Nhật là 16.000, ra tập khoảng gần 3 triệu Việt Nam cho mọi người. Đó, cây số 16. Đây về thì nó sẽ có dây đai đeo luôn nè. Đó, đây cũng vậy, có dây đai đeo luôn. Đó, càng thì rất là đẹp, về thì mình nhìn sơ qua thôi là thấy đẹp rồi, chưa cần vệ sinh, không cần vệ sinh luôn. Đó, đây Shimano nha mọi người, dạng cần he chi, cán máy chèo. Đây Shimano, phôi 6x nè. Đó, bát là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji Japan.
con vít đỏ rất là đẹp nha mọi người. Đây sẵn thế này còn gì phải chê, đọt là đọt tháp rất ok nhé. Phen Fuji, bát Fuji, bu là Fuji Zip nha, sử rất là dày luôn nè. Đây đọt ra đây đó, rất là phát tín hiệu rất là tốt luôn rồi đó, rất là đanh đây đó. Hàng thì cái này nguyên zin này, keo chỉ ok hết đó. Hàng ít qua hàng trưng bày ít qua sử dụng đây. Rồi rất là đẹp. Rồi giá công khai cây sổ mấy ta, giá công khai cây sổ 16, giá 1.3 người, 1.3 cộng ship cây số 16. Tiếp theo lên người quản một cây hàng dạng trưng bày đó, cây số 17, và cái này còn túi nữa mọi người, có túi theo cần luôn. Thì đây vẫn một cái cần nội địa nha mọi người, đây nhìn từ xa nó rất là đẹp luôn. Thì đây một cây cần của thương hiệu Ryobi đó, quấn cái gốc rất là đẹp nha mọi người, quấn cái gốc rất là kỹ xảo công phu. Cây này cây cần Ryobi dày 1m8, foil foil carbon đó, sơn giả trúc. Bát cái này vẫn là bát Fuji nha mọi người, bát Fuji Japan, và đặc biệt là cái này sủ là nguyên bộ phen xít hết luôn nha mọi người, phen xít đây, phen Fuji xít chân đen. Này nhìn từ xa đây, xít sứ bóng nhá, sơn giả trúc rất là đẹp, cộng thêm cái gốc quấn quấn cái dây nữa rất ok nha mọi người, siêu phẩm. Thì đây một cây cần dạng cần Hechi, đọt vẫn là đọt tháp nhá, đọt vẫn là đọt tháp. Độ cứng cái này thì nó gơ tầm khoảng 15-20 nhá, độ cứng gơ tầm khoảng 15-20. Đây phèn là phèn Fuji loại xám, phèn Fuji xít nhá, dạng hàng trưng bày cho bà sử dụng. Đó. Càng thì rất là đẹp này, sơn giả trúc, tem đầy đủ, hãng Ryobi, mã code đàng hoàng, cây lấy từ thị trường Nhật về, và cây này nó dài 1m8, nặng là 140g, đọt là 1.6 ly, đọt tháp và độ cứng ra tầm khoảng 20 nhé. Rồi giá công khai cây số 17, giá 1.2 người, 1.2 cộng ship cây số 17 nhé, một cây hàng rất là đẹp. Tiếp theo qua đây, và đây là cây số 18, thì 18 lên mọi người vẫn là một cây cặn dạng hàng trưng bày đó, hàng còn hộp luôn, cây này còn hộp nè, còn túi đây, túi giải đi theo kèm sách hướng dẫn ở đây đó. Thì cây là đây là một cây cần Shimano dài chỉ có 1m5 thôi, dài 1m5, độ cứng cái này thì nó để là độ cứng là 80-120 nha mọi người. Đó. Cái này anh em về chuyên anh em về câu trên ghe trên bè săn hàng. Đó. Thì cái này dài 1m5, nặng là 240g, đọt là 2.4 ly. Đó. Chất liệu là chất liệu carbon. Thì giá nó bán tại Nhật cũng ra là khoảng 15.000, ra tầm khoảng gần 3 triệu Việt Nam nhé. Tem đầy đủ nha mọi người, cây số 18. Đây, đây cây số 18 của mọi người. Đây, càng rất là đẹp. Đây, phen là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji loại xám nè. Kéo chỉ phen ok, Shimano. Bát là bát Fuji, tam hoàng. Đây keo chỉ rất là đẹp nha. Đây dài 1m8, gốc trên đây này gốc sắn nhất nha mọi người, carbon sắn rất là đẹp. Đọt cái này là đọt đặc nha mọi người, đọt đặc sợi tuyết tinh. Đọt này đọt đặc nhé, đọt này đọt đặc thì anh em tải cá rất là cao luôn, lực tải rất là cao. Đây phen Fuji hết nha mọi người, thông chữ hết, keo chỉ thì rất là đẹp đây. Đó. Sức sát thì rất ít luôn, xem như là không có. Rồi giá công khai cây số 18, giá 1.2 rồi, 1.2 cộng ship cây số 18. Tiếp theo cây số 19, thì cây số 19 lên cho mọi người vẫn một cây hàng cho anh em câu trên bè nha mọi người, câu trên ghe trên bè. Thì cây này dài 1m6,
cứng là 120 này và 1.6 cứng 120. Thì đây một cây tay qua carbon bít cơ. Đây, hàng tay qua carbon bít cơ. Cái được sản xuất tại Taiwan. Bát vẫn là bát Fuji tem vàng. Phôi là phôi 6X mọi người, phôi carbon thay da. Phôi carbon thay da, hàng cấm gốc. Đây qua. Đây, phen là phen Fuji lõi xám nhé. Phen rất là đẹp. Đây. Phôi carbon thay da. Cho anh em câu trên bè nhé, loại này câu trên bè. Đọt cái này thì là đọt thấp nha mọi người, đọt thấp stretching. Tăng lực tải của cái cần. Bù nữa đây, rất là đẹp. Bù lõi xám luôn nhé, cần cứng nha mọi người. Tải cá rất là cao, tải chì, tải cá độ nảy tốt. Mấy cái thầy tinh đọt lên này, độ nảy rất là cao nhé, giữ cá cực kỳ tốt. Rồi thì cái này nặng là 210g, đọt của nó đọt là 2 ly 3, dài 1m8, dài 1m6 nha mọi người, dài 1m6, cứng 120, giá công khai cái số 19, giá 900 mọi người, 900k tổng xích cái số 19. Rồi qua đây là dài cây cần dạng cho anh em cầu lăng C, giá ok một tí. Tiếp theo là cây cần số 20 lên cho mọi người, là một cây cần carbon. Đó, carbon của hàng Diama gì nào mọi người, Diama Holy Potion. Thì cây này sản xuất tại Korea nha mọi người, hàng Hàn Quốc sản xuất. Đâu mất tiêu cho Hàn Quốc sản xuất người ta. Tôi không thấy nó đóng. Đây, phôi là phôi carbon nha mọi người, phôi carbon. Cái này cái dây đeo an toàn cho mọi người nè. Có phen lại cho mọi người luôn. Thì cái này phen của nó là phen Fuji nha mọi người, phen Fuji. Đây. Phen Fuji. Phôi carbon trắng, bát Fuji. Cây này thích hợp cho anh em về câu lăng xê nhé, câu lăng xê, câu ngâm, câu cha, câu chép. Cây này cứng 50, dài 2m1. Đây, phen là Fuji đỏ xám, phôi carbon. Đó. Đây, hàng Korea xuất nhật cho mọi người, hàng Korea xuất nhật. Đó. Bát ok, phôi chất lượng. Rồi. Thì cái này nặng là 340g, đọt 2 ly 3, cứng 50, giá công khai cái số 20, giá là 550k nhé, 550k cộng ship cái số 20. Tiếp hai cây 21. Thì 21 lên cho mọi người là một cây dạng cần, cần này chắc của bị được dựng lên đây. Đó. Thì đây một cây cần dựng lại của mấy anh Nhật dựng nha mọi người. Đó, chứ mình Việt Nam không có dựng cái này, cái này mới lấy từ Nhật về. Phen của nó là phen Fuji Seed nha mọi người, phen Fuji Seed và phen bấm. Phôi của cái này sẽ là phôi phíp đỏ. Phíp đỏ mà dạng phíp trong đó mọi người. Bát là bát Fuji tem vàng. Phôi cái này giống phôi của hãng Sakura hay Daiwa gì nè. Phôi Daiwa. Đây, họ dựng lại bằng phen Seed hết nha mọi người. Phen Seed, phen bấm luôn. Khá là ghê. Đây, phôi phíp đỏ nha. Đây, đó, phần xịt hết, bô là bô xịt luôn. Và họ dựng thì sẽ có định vị luôn, đó. Rất là ghê cây cần. Cái cần này thì bộ phen nó có thể mất tiền hơn cây cần đúng không mọi người. Phen dưới bát này có thể mất tiền hơn cây cần này. Đây, họ dựng lại có định vị luôn, đó. Và cây này thì nó dài là 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Nặng là 220g, đọt 2 ly 1. Và cái này độ cứng nó chỉ có 30 thôi nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 30 thôi. Đó. Cây này về cho anh em nào câu cá chép, câu cá chép rất là phê nha. Câu lăng xê, câu chép. Dạ anh em thích hợp câu cảm giác đó. Và cây này giá công khai là 400 mọi người, 400k cộng ship. Đó, một cây cần phen Fuji ship nè, bát Fuji. Đó, phôi phíp đỏ, giá 400k cộng ship nhé. Cây mã số 21. Tiếp theo mã số 22. 22 lên tiếp người quẳng một cây cần. Cây này về cho anh em có bạo lực nhé. Thì 22 lên cho mọi người là một cây cần của
của hãng nào đây ta? Thì cái này không có biết để hãng luôn nha mọi người. Đó, cái này mình lấy từ thị trường nội địa quê. Phôi của cái này là phôi carbon sẵn quân nè. Đó. Đây, sẵn rất là đẹp nha. Đẹp mê luôn. Fan của nó là fan ship nhưng mà là fan hãng nha mọi người. Ship hãng chứ không phải là ship Fuji. Bát quấn là bát hãng luôn. Nó có xuất sắc cái này tính nè, nhưng không ảnh hưởng nhé. Phôi rất là ok rồi. Và cái này nó dài là 2m. Xem, cái này dài là 2m5 nha mọi người, dài 2m5. Phôi carbon. Đó. Độ cứng cái này ra tầm khoảng 100 đến 120. Đó, cái này về cho anh em dạng câu câu ngâm, câu bạo lực. Anh em câu lăn xê. Đó. Đây phen là phen ship nhé, phen ship nhưng mà phen hãng chứ không phải là Fuji. Đó, mình nhắc kỹ hai lần cho mọi người vậy luôn nhé. Đây, hồi rất là đẹp. Đó. Và ok, bộ hồi rất là cứng nhé. Và cái này nặng là 300. Đây, rất là cứng nha mọi người. Cái này nặng là 305g, đọt 3.4L. Rồi giá công khai cái số 22, giá là 450k nha mọi người, 450k cộng ship cái số 22. Tiếp theo cái số 23. Thì cây 23 lên tiếp người quẳng một cây cần của thương hiệu Ryobi nè. Đó, cây này quê thì nó còn túi luôn, còn túi, còn hộp. Đây, túi ở đây, hộp ở đây. Và đây là sắt thân dẫn. Túi đen nè mọi người. Thì cây này nó có chiều dài là 2m1 mọi người, 2m1. Đọt là 2.6L. Phôi carbon. Và cái này nó nặng là 235g, độ cứng ra tầm khoảng 30 nha mọi người, độ cứng ra tầm khoảng 30. Đó, cái này dạng trưng bày. Đó. Lấy ra lấy vô nó bị lủng cái lỗ thế này nè. Đó, thấy không? Nhưng mà tất cả còn lại ok, cần rất là mới. Phôi carbon. Đây, hàng Ryobi nha mọi người. Đó. Phen Fuji loại xám nè. Bát Fuji nè, tàn vàng, càng thì bao đẹp với mọi người luôn. Đó. Đây 30 2m1 cho anh em câu dạng anh em thích câu cảm giác, không bạo lực quá mà cũng không quá mềm. Đó. Phôi cái này là nguyên cây nhá, chứ không phải là phôi độc tháp đâu. Đó. Càng rất là đẹp. Thì cái này thì sản xuất tại Korea nha mọi người, được sản xuất tại Hàn Quốc. Đó. Cái này quẹt anh em câu lăn xê, câu ngâm. Hết chỗ chê luôn. Đó. Rồi giá công khai cái số mấy ta, cái số 23 giá là 850k người, 850k cộng ship cái số 23. Tiếp theo qua đây, và đây là cái số 24. Thì cái số 24 lên cho mọi người là một cây hàng phiên lá nha mọi người. Đó, cây một cây hàng phiên lá cho anh em về câu lua cũng được, câu cá chép, câu cá, câu ngâm, câu lăn xê. Đây họ lì bố sinh. Cảng là cảng 3 khúc nè, cảng được cao, phôi là phôi carbon. Đó. Bát của nó là bát Fuji nhé, bát Fuji. Và cái này được sản xuất của China sản xuất chúng mày. Đó, cái này hàng China sản xuất. Đây phen này, phen lá nhá, phen Fuji Sheet. Đó. Bu Fuji Sheet chống sắn. Đây. Càng thì rất là đẹp. Đó. Xuất sắc thì rất ít thôi. Vôi. Vôi phen thì chất rất là chất lượng nha mọi người. Đây, tên của nó đây. Thì cái này cứng 30 dài 2m4 nha mọi người, cứng 30 dài 2m4. Anh em câu ngâm, câu lăn xê, câu tra, câu chép thả ra. Đó. Câu cạch trôi. Đó, anh em có thể câu luôn cũng được, phen lá này ra dây cũng rất là xa nhé. Đó. Đấy. Đó. Anh em mua mấy cây này thì anh em khỏi sợ luôn, thì bột phen này nó có thể ra tầm khoảng 600-700 ngàn bột phen lá này. Đó. Bột phen này rất là chất lượng rồi. Phen này là phen ship hết nha mọi người, phen ship hết luôn. Và cái này nó nặng là 250g, đọt 1.8L, dài 2m4. Rồi giá công khai cây số 30. Đây test tổ công nhé. Đây nó sẽ công và nó sẽ ôm nguyên cái cần luôn nha mọi người.
giá công khai cái số 24 giá là 1 triệu, người 1 triệu cộng ship cái số 24. Tiếp theo cái số 25 lên tiếp người vẫn một cây cần nội địa, và cây này một cây cần chiên cho anh em săn hàng đó. Và đây một cây cần của hãng Nissin đó, Nissin nội địa Nhật. Thì cái này dài 2m7 nha mọi người, dài 2m7. Phen của nó là phen Fushishi, phen bấm. Bát của nó là bát Fushi tam quan, và cái bát rất là bự nha mọi người. Đây bát bự cho anh em để máy vô nè, đó, giữ cái máy rất là chắc cho mọi người nhé. Đây bát Fushi, bát chà bá luôn. Cái này nó có độ cứng ra tầm khoảng 100 đến 120 nha mọi người, 120 đến 150 chứ, 120 đến 150. Test theo quan điểm cá nhân. Chỗ này nó có ánh kim nè. Đây, càng rất là đẹp. Phen nữa đây, phen xít nha, bù chống sẵn, đầu chống nổ. Càng thì tổng thể nó ra tầm khoảng 95% nha, 93-95%. Đây, phen xít, phen ca nha mọi người. Càng thì rất là đẹp đây. Cái này đặc biệt nhất là cái bát, bát khá là bự nha. Đó, cho anh em câu ngâm nha, để em bán vô rất là cứng máy, cầm rất là dễ. Và cái này nặng dài là 2m7, nặng là 260g, đọt 3 ly 1, đọt cứng ra tầm khoảng 120 đến 150, rất là cứng nha mọi người. Đó, rất là cứng. Và giá công khai số 25 giá là 1 triệu 4 nha mọi người, 1 triệu 4 cộng ship cây số 25. Tiếp theo sẽ là cây số số 26. Thì cây số 26 lên tiếp người là một cây cần đai qua, và cái này một cây cần đai qua dây trong nha mọi người. Đó, nhắc kỹ cho mọi người, đây một cây cần đai qua dây trong. Thì cây này còn rất là mới luôn đó. Bát hãng nha mọi người, bát đai qua. Và cái này độ cứng là 30, dài ha, dài 2m3 người đó. Cứng 30, dài 2m3 cho anh em có cảm giác nha. Dòng Wicker gì đó là foil sunnit nha mọi người đó. Thì đây hàng sản xuất tại Taiwan. Đây đầu này đầu xít luôn, bù cũng là bù xít. Thì cần thì đảm bảo với mọi người này, cần rất là mới. Đó. Đây, cái này nó dính keo nè mọi người. Đây, vòi sẵn nha. Vòi sẵn rất là đẹp. Bù. Đây, đó. Carbon cho nên có cảm giác. Thì cái này nặng là 250g, đọt 2 ly 4, cứng 30, giá công khai cây số 26 giá là 500 nha mọi người, 500k cộng ship cây số 26. Tiếp theo cây số 27. Thì 27 lên cho mọi người là một cây cần Majorap. Đó. Majorap Crockett. Thì cây này mình bán cũng rất là nhiều. Đó, rất là nhiều anh em câu phản hồi rất là tốt. Đây, Majorap Crockett. Thì cây này được cái là phôi nó rất là đẹp, phôi đẹp và chắc. Phen là phen Fushi, phen xít, phen xít bấm nha mọi người. Đây dạng 3 khúc nè. Bát của nó thì đẹp xuất sắc đây, bát là bát gỗ nha mọi người. Đó, Majorap, bát Fushi nhé. Đây, đó, rất là đẹp. Đây, Majorap có kiss. Thì cái này dài là 1m90, 1m89 nha mọi người, dài 1m89. Đọt bọc ly 9, nặng là 116g. Và cái này nó lua từ 7 đến 21g nha mọi người. Đó, lua từ 7 đến 21g, lai từ 10 đến 16lb. Độ cứng của cái này sẽ là M. Với độ cứng M để anh em câu cá lóc và vô tư. Đó. Rồi rất là đẹp. Đó, cái này anh em ra nắng câu là hết bài luôn. Đây, phen xít nha. Bô dạng chống sắn. Sắn tới ngọn luôn nha mọi người. Đó. Rồi, giá công khai cái số 27. Đó. Cái số đúng rồi, cái số mấy ta? Cái này cái số 26. Rồi, giá công khai cái số 27. Giá là 2 triệu mọi người, 2 triệu cái số 27. Đây, phôi rất là đẹp. 2 triệu cái số 27. Tiếp theo cây số 28. Thì 28 lên trong người vẫn là một cây cần Majorap Crockett. Thì cây này còn tuổi nữa nhá. Đó, còn tuổi. Phôi vẫn rất là đẹp nha mọi người. Đó, phôi đẹp. Và cái này một cây hạng hàng săn hàng nha mọi người, cây săn hàng, cầu lóc gừng. Đó, cầu lóc bông.
cầu cà leo hả, phiền cũng là phiền xít nha, phiền xít phân bón bát là bát bát gỗ bát pusi nè, đóng chữ nổi luôn. Thì cây này dài 2m1 nha mọi người, dài 2m1, đọt 2 ly, nặng là 146g. Và cái này độ cứng của nó là độ cứng H. Thì độ cứng H thì nó tải mồi từ 10.5g đến 42g nha mọi người, từ 10.5g đến 42g. Phôi thì đẹp rồi. Đó. Lai từ 12 đến 25 lb nha mọi người. Đó, lai từ 12 đến 25 lb. Phen là phen Fuji Sit. Bát Fuji. Tổng thể của hình đẹp không lỗi. Sẵn tới ngọn luôn nha, bu trong sẵn. Và cây này nó còn túi luôn. Đó, còn túi zin thì cần luôn. Cái này anh em đánh phản hồi rất ok nhá. Khá là lực. Nhược điểm của nó là cái cán bằng này nè, câu lâu ngày thì anh em phải đổ keo lại, nên anh em phải bọc cái màng co. Đó. Rồi, giá công khai cây số 28, giá là 2 triệu 3 nha mọi người, 2 triệu 3 cây số 28. Tiếp theo cây số 29. Thì 29 lên cho mọi người là một cây cần dít biển, và một cây cần này là cây cần dít bạo lực. Cây này cũng mới về luôn, chưa vệ sinh cán nè, cán nó còn hơi đóng bụi nè. Thì đây là một cây cần của hãng Daiko nha mọi người, hãng Daiko. Phen của nó là phen Fuji Sit, phen bóng, và đây là phen 40 nha mọi người, phen 40. Bát là bát Fuji, tem vàng, bát gòn. Đây, phen này. Phen này 30 nè. Đó. Phôi thì rất là chắc đây. Đó, rất là xịn cái cần. Bu chống sắn môi chè, bu xít môi chè nè, xứ dây góc ở đây, hàng nội địa. Thì cây này nó nặng là 375g nha mọi người, nặng là 375g, đọt là 3 ly 3. Thì cây này nó dài là 1m98, nó dít mát của nó là 170g. Đó. Và cây này nó lai từ 25 đến 30 lb, rắc mát của nó là 10 kg nha mọi người, rắc mát 10 kg. Đây. Phen phôi thì chắc khỏi bàn, không lỗi nhé. Rồi, giá công khai cây số 29, giá 2 triệu 8 nhé. Cây này cho anh em câu dạ anh em câu dít biển, câu vàng khoan. Đó. Thì anh em miền Tây thì coi lấy cái này dạng câu cá vô đếm nè. Lần trước cũng có trải nghiệm một lần câu cá vào đếm, thì lấy mấy cái cần cứng như thế này nè, cầm gốc cứng thế này câu cá vào đếm, đóng nó mới thốn, đóng nó mới dính. Đó. Rất là dễ dính. Tiếp theo là cây số 30, cây cuối cùng. Thì cây 30 lên tiếp người vẫn một cây cần dít biển. Đó. Thì đây một cây cần của Daiwa nha mọi người, một cây dít biển của Daiwa. Thì cây này nó dài là 1m89 nha mọi người, dài 1m89, nặng là 345g. Dài 1m89, nặng là 345g. Phen của nó cũng là phen xít nha mọi người, phen xít 40. Voi thì rất đẹp, cây này đẹp. Đây, này qua. Rất chi là đẹp. Đây, phen xít nha. Bu là bu chống sắn. Bu chống sắn mau chè. Đây, xít luôn. Thôi thì không có chỗ nào để chê cả. Sứ ok hết nha mọi người. Cây này thì thấy nhiều anh em rất là câu rất là thích nè. Rất là nhiều anh em câu. Và đọt cây này là 2 ly 5 nha mọi người. Đọt 2 ly 5. Thì cây này mắc. Mắt rắc của nó từ 6 đến 10 kg nè. Đó. Lai của nó từ 4 đến 8 lb. Mắt dít của nó là 30g. 300g nha mọi người. Mắt dít của nó là 300g. Và hàng này sản xuất tại Taiwan. Đó. Càng rất là đẹp. Cái đuôi căng của nó đây. Đó. Cái này cho anh em cắm vào cái đai nè. Dạ càng bạo lực. Rồi. Giá công khai cái số 30. Giá là 2 triệu 5 nha mọi người. Đó. Giá công khai cái số 30, giá là 2 triệu 5, càng rất là chất lượng nhé. Rồi,
Cảm ơn mọi người, đó là tổng cộng 30 cái cần lên cho mọi người hôm nay. Mọi người cần có thể liên hệ với shop, shop để với số điện thoại ở góc này màn hình nha mọi người. Rồi, cảm ơn mọi người.